khấu với một nhạc phẩm Vì Chúa Yêu Con qua phần thể hiện của tất cả thuộc ca đoàn số Việt giáo xứ Đa Minh thể hiện. Thank you.
Quý vị thấy là những cái âm nhạc chúng ta có đặc sắc không? Có đặc sắc không vậy? Nhưng mà đặc sắc như thế này, số